công tác cứu nạn cứu hộ bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong trụ bê tông dài 35 m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang được lực lượng cứu hộ và chiến sĩ lữ đoàn công binh 25 quân khu chính gấp rút thực hiện. Theo đó, lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, công đoạn đóng ống lồng thép bao quanh trụ bê tông đã hoàn tất lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng nhiều thiết bị phương tiện chuyên dụng bắt đầu đào đất xung quanh ống lồng thép lên hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai dùng mũi khoan nhồi để làm tơi đất giảm áp lực ma sát lên thành ống bê tông đến thời điểm thích hợp sẽ dùng các thiết bị chuyên dụng đưa ống bê tông lên mặt đất khi cột bê tông được đưa lên lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng để xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt sau đó các ống trụ bê tông đưa nạn nhân ra ngoài thượng tá trần đình công chủ nhiệm chính trị lữ đoàn công binh hai quân khu chín cho biết các lực lượng có mặt tại hiện trường đã chạy đua với thời gian để thực hiện các phương án cứu nạn đã thống nhất trước đó. Do đây là vụ tai nạn hy hữu, điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo, nhưng dù chỉ còn tia hy vọng mong manh, các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng để cứu nạn cháu bé trong thời gian sớm nhất.